Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi chiều hôm nay thì em nhận được rất nhiều vang số của các bác anh em gửi đến chương trình, đặc biệt là vang số đời X, một chiếc X6 của một người khách mà cũng không rõ về địa chỉ số điện thoại, cho nên cũng chưa liên hệ được với lại cái người khách mà gửi cho em chiếc vang số X6 màu tím. Thế còn chiếc vang số X6 màu đen, vàng đen này là của chú em ở Hải Phòng, trước đây đã từng gửi vang số cho em căn chỉnh, và bây giờ thì lại gửi chiếc vang số X6 cho em căn chỉnh, và chú này có đặt mua thêm một chiếc vang số M5 và một chiếc Mango MB21DB của bác Hà Nội. Thì trước đây em đã căn chỉnh cho bác này, nhưng về nhà thì cho mượn rồi, anh em động chạm một phần effect thì bị lệch lạc effect, thì lại gửi cho em căn chỉnh. Cũng vào một chiếc Chibat 98 Mota 98A cũng của chú em Hà Nội, em căn chỉnh rồi và nó bị lạc effect, thì bây giờ lại gửi cho em căn chỉnh. Và đặc biệt là cái chiếc vang số X12 hàng mới có cái tên là Asafi của một cái bác ở Bắc Giang. Bác này thì bác ấy rất là cẩn thận và cũng mời anh em bán hàng rồi anh em thợ lân cận đến căn chỉnh nhưng mà không đạt yêu cầu. Bác này cũng rất cẩn thận khi mà sử dụng thiết bị âm thanh karaoke. Và thiết bị của bác này thì như thế này, khá là tốt. Nhưng mà em đang test chiếc vang số X12 hàng mới của cái bác ở Bắc Giang này đây. Thì cho dù thiết bị thế nào chăng nữa và kể cả là thợ đến nhà nhưng mà effect làm không được ấy, cũng không sử dụng được. Thế còn đối với X12 ấy thì các bác sẽ thấy như này. Đây là một cái chú em mà đã gửi cho em chiếc vang số JDK10. Nó cũng tương đồng như là chiếc Asali cả. Nó cũng tương đồng như chiếc vang số Asali. Nó cũng là dòng vang số X12 hàng mới. Chú này là chú gửi cho em chiếc vang số JDK10. Và đây là cái phản hồi của chú này khi nhận lại chiếc vang số JDK10. Và em có hướng dẫn chú này gọi các cái chương trình từ số 7 đổ đi. Bởi vì là cái dòng vang số đời mới này ấy, là có 6 chế độ trên khiển. Còn gọi từ cái 7 đổ đi ấy, thì sẽ gọi bằng tay. Thì đây là cái phản hồi của chú em Quảng Ninh đã gửi cho em chiếc JDK10. Cho nên là tất cả những chiếc vang số đời X, từ X3 cho đến X12 đến giờ phút này ấy, là khi các anh em mua của em hay là gửi đến cho em căn chỉnh ấy, sẽ đạt được một cái hiệu suất rất là cao. Bảo là tuyệt đối thì nó khó, nhưng mà chắc chắn rằng là các anh em khi gọi các chế độ của em làm ra chắc chắn sẽ có chế độ nó hợp. Bởi vì là em làm nhiều chế độ, X6 này cũng 10 chế độ, X12 cũng 10 chế độ. Thì đối với dòng X ấy, thì trải qua rất nhiều năm rồi, trải qua rất nhiều năm nghiên cứu về dòng X. Và bây giờ thì cái số lượng vang X mà gửi cho em vẫn là nhiều nhất. Đây là thiết bị chú này đang sử dụng này. Và chú này là đam mê âm thanh và như vậy là sử dụng cũng mấy đôi loa. Nhưng em có tư vấn cho chú này ấy, là chọn một đôi hay nhất. Chọn một đôi hay nhất, sử dụng một đôi thôi. Chú này có 3 đôi loa. Thì nhiều cái một cái vấn đề mà quan niệm khi sử dụng âm thanh ca hát như này. Các bác thích nhiều loa. Thích nhiều loa là nghĩ là như vậy là nhiều loa thì hát nó sẽ nhẹ mic, nó sẽ dễ hát. Nhưng nhiều loa mà làm effect không hay, âm sắc không hay ấy, thì càng nhiều loa càng lộn xộn. Càng nhiều loa càng lộn xộn. Cái mấu chốt thì mấu chốt là effect và chọn ra một đôi loa hay nhất để mà sử dụng, chứ không phải là nhiều loa mà hay đâu. Chính chú này là như vậy là rất nhiều loa này. Chú này có gọi video và em biết được là chú này là sử dụng rất nhiều loa. Sử dụng cho gia đình thôi nhưng mà rất nhiều loa. Thì có tư vấn cho chú này ấy, là chọn một đôi hay nhất để mà sử dụng. Và chú này cũng đã nhận chiếc vang số JDK10 em căn chỉnh và có nhắn tin cho em là báo cáo về cái kết quả của cái chiếc JDK10. Thì đây là để cho các anh em có thể là tin tưởng rằng là khi đã gửi vang số cho em ấy thì chắc chắn rằng các anh em không thất vọng đâu. Chắc chắn các bác anh em không thất vọng. Chiếc vang số của cái bác Bắc Giang này này, chiếc Asili này này, là đã anh em bán hàng đến tận nhà căn chỉnh. Bởi tính bác này bác cẩn thận mà. Và trước khi quyết định gửi cho em ấy là cũng trao đổi rất là nhiều về vấn đề thông số kỹ thuật của thiết bị, rồi các cái vấn đề xung quanh trong cái vấn đề mà gửi. Bởi vì nhiều các bác anh em không thể tin được rằng là một người ngồi tại chỗ mà là làm cho các bác anh em khá hay như vậy. Nhiều các bác anh em không thể tin được đâu. Chỉ có những các bác anh em mà đã từng gửi vang số, từng mua vang số của em thì có lẽ rằng là sẽ cảm nhận được cái chất âm em làm. Như là chú em Hà Nội này á, là gửi cho em chiếc Mota 998A thì cũng đã được trải nghiệm chất âm em làm rồi. Cũng như là cái bác Hà Nội này gửi cho em chiếc Mango MB21DB thì cũng cảm nhận được cái chất âm em làm rồi. Thế rồi chú em Hải Phòng cũng đã từng gửi vang số đấy cho căn chỉnh thì cũng cảm nhận được chất âm. Rất nhiều các anh em đã từng gửi vang số đến căn chỉnh hoặc là từng mua vang số thì các anh em đã cảm nhận được cái chất âm của em làm.
Và thông qua cái việc mà hàng ngày các anh em nhận vang số khi mà gửi đến căn chỉnh thì đều có một cái phản hồi rất là tốt. Chú em này cũng đam mê âm thanh và em đã chia sẻ ấy, cũng căn chỉnh mãi mà không căn chỉnh được thì cuối cùng gửi cho em thì là có một kết quả khá tốt. Thế còn cái bác ở Bắc Giang này ấy, đây các bác thấy rằng là loa phun này, loa phun GM, bát neo chắc neo, trầm điện này, nói chung là thiết bị thì cũng rất là tốt, thiết bị rất là tốt. Thế nhưng mà cái việc mà căn chỉnh ở đây này, thợ đến căn chỉnh đây các bác sẽ thấy được như thế này. Đây là thợ căn chỉnh đây. Với một chiếc vang số như thế này thì em nghĩ rằng là khó sử dụng rồi. Đây, thợ căn chỉnh, thợ đến tận nhà đây. Đây, phần effect này. Em chỉ cần nhìn vào cái phần effect là biết là khó sử dụng rồi. Khó sử dụng rồi. Phần main này. Khó sử dụng rồi. Thợ đến nhà là phải làm effect tốt cơ. Trước khi đến nhà ấy, có khả năng là phải như vậy, mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu trên vang số để mà có một cái chất âm tốt đã. Rồi đến nhà sẽ nắn chỉnh dần, giả soát và nắn chỉnh dần. Và thậm chí có khi mất một ngày để mà giả soát nắn chỉnh thì nó mới ưng ý được. Chứ không phải là như vậy là đến nhà mà như vậy là có thể là đã hơn cái người mà ngồi tại chỗ đâu. Bởi vì là cái effect ở trên cái dòng vang số X12 này ấy là rất khó. Khi mà làm effect không tốt ấy, đến nhà thì lại bị dối. Ở chủ nhà cứ cầm mic hát, chủ nhà cầm mic hát, hàng xóm hát, xong vớ vài cái ông mà như vậy là hát dở, chê bai đủ kiểu. Cái thợ cuối cùng là trở thành rối trí, không có sự chủ động trong vấn đề căn chỉnh là trở thành rối trí, chẳng biết là căn chỉnh chỗ nào để cho nó vừa ý cái người cầm micro đang hát. Bởi vì trước đây thì em đã từng làm cho công ty âm thanh rồi, đến thì thời gian không có nhiều, xong lại chủ nhà thì khi bỏ ra mấy chục triệu để mà mua bộ hát ấy thì là rất muốn hát thử. Nhưng bản thân người thợ là phải có một cái sự chủ định trong vấn đề mà cài đặt đã. Có thể là khi mang vang số đến nhà bỏ ra một tiếng để mà giả soát, sau đó hãng cho chủ nhà hát thì mới đạt hiệu quả cao. Chứ còn nếu như mà thợ đến nhà ấy, là effect chưa nắm rõ, xong đến một cái là vội vàng lắp để cho chủ nhà hoặc hàng xóm hát ấy là không được. Bởi vì là hàng xóm thì có người hát tốt, người không, rồi có người có ý tốt, ý xấu, cứ chê bai hoặc chiều theo những cái ý mà cái người mà hát không tốt ấy thì không thể sử dụng được. Thì bây giờ sẽ thử nhá. Thử chất âm này. Bây giờ sẽ thử chất âm chế độ đầu tiên. Các bác sẽ thấy được rằng chế độ đầu tiên. Đây chế độ đầu tiên này. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6 1 1 2 6 6. Thì rõ ràng với một chất âm như thế này thì khó rồi, khó sử dụng rồi. Chế độ 2 là e cho này. Chế độ 2 e cho. Bởi vì bác này bác cẩn thận và khi một quyết định gửi cho em ấy thì cũng cả là một cái vấn đề phải là đắn đo, cho nên rằng là cũng thử luôn để cho bác này bác yên tâm. Ở đây là chế độ e cho. Đây là chế độ e cho này. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 2 2 3 5 6 1 1 2 6. Effect làm không hay ấy thì nó không sáng âm được. Đây chế độ revert này. Đây là chế độ revert. Effect làm tốt thì nó sáng âm mà, nó mềm mại và sáng giải cao. Nhưng effect làm không tốt ấy thì nó không sáng âm được đâu. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Đây là chế độ revert. Revert nhưng vẫn để E cho B đến 76, E cho A 100. Đặt tên là revert vậy thôi. Đây này, em nhận vang số của anh em gửi đến ấy thì đặt tên là revert nhưng mà vẫn sử dụng E cho, tức là E cho A đến 100, E cho B là 76, revert là 30. Nhìn chung cứ đặt tên vậy thôi chứ còn chính ra thì không phải là đúng cái tính chất là effect mang chất revert. Đây chế độ nghe nhạc này. Chế độ nghe nhạc. Thì ở trên chiếc vang số này là có 4 cấu hình, trong đó cấu hình số 4 là nghe nhạc này.
dịp vụ. Đây chế độ nghe nhạc này. Đây là nghe nhạc. Đây chế độ nghe nhạc. Chế độ nghe nhạc. 1 1 2 6 9 1 2 6. Thì các bác nghe cũng rất là vất vả khi mà bỏ ra 3-4 triệu để mua chiếc vang số. Và thiết bị thì không phải là rẻ tiền đâu. Bác này dùng thiết bị cũng khá khá. Đối với gia đình thì như thế này là tốt rồi. Chẳng qua là chọn một con vang khá khá và chọn người cài đặt tốt là dùng được thôi. Đây là cái cấu hình em làm này. Thì cái FX bây giờ vẫn để cũ là 34 nhá. Bây giờ vẫn để 34 này. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 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
1 1 2 1 2. Không phải là effect nhiều mà nó dễ hát đâu, nó còn làm mờ tiếng đi đấy. Thế còn cái cấu hình số 1 này, cấu hình số 1 thì với thiết bị của bác này đang dùng như thế này, không phải là kém đâu. Thiết bị đang dùng như thế này không phải kém, chẳng qua là vấn đề cài đặt trên chiếc vang chưa tốt đâu. Bây giờ là để cái effect này cũng giống như là cái mà em chủ định nhá, là 31 này. 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 9 1 1 2 6 1 1 2 6 9. Thì rõ ràng rằng là một chiếc vang số khá hay, như là cái dòng vang số X12 mới đi, cứ gọi chung chung là X12 mới, bởi vì X12 mới rất nhiều tên, cái AC Phi này, AC Ly này cũng là X12 mới mà. Thì đối với dòng vang số đời X ấy, thì nó nghĩ thì đơn giản nhưng mà cũng rất khó, kể cả như X3 cho đến X10 này có lâu đời lắm rồi, nhưng mà để mà căn chỉnh pha trộn thì nó cũng rất là khó, cho nên rằng là bản thân các anh em là cái người sử dụng ấy cũng rất là khó. Mà kể cả là như bác này ấy, là mời anh em thợ đến rất nhiều rồi mà không được, bởi vì là cái vấn đề mà làm cái effect ở trên vang số chưa tốt. Thì em cũng giả soát để, và để cho bác ở Bắc Giang thì bác có thể yên tâm là khi nhận lại cái dòng vang số X12 này thì sẽ có 10 chế độ khá hay.